ta sẽ học cái bài là chức năng lọc máu của thận, đúng không? Trong cái chức năng lọc máu của thận này thì ta có những cái vấn đề mà cần phải nhắc trước như thế này. Đó là cái chức năng của thận thì thận có hai chức năng, một là nó lọc máu để tạo nước tiểu, cái thứ hai là gì, là nó điều hòa các chất nội dịch, đúng không? Thì hai quả thận của người trưởng thành ấy, nó có thể lọc được là 60 lít máu trong một giờ. Và hôm nay trình sẽ tiếp tục trình bày cái đầu tiên là sự tạo thành nước tiểu ở nephron. Nó bao gồm là có hai quá trình, đó là quá trình lọc ở cầu thận và tái hấp thu ở ống thận. Đấy. Thì cứ mỗi phút ấy, ở người trưởng thành ấy, có 1.300 lít máu nó qua thận. Ta thấy một con số rất khổng lồ, đúng không? Đấy. Và như thế thì một giờ nó tạo được là 7,5 lít dịch lọc được tạo thành. Tuy nhiên chỉ có 0,07 lít nước tiểu tạo thành thôi. Đấy. Như vậy thì nó chỉ có khoảng là 1%, chỉ khoảng 1% dịch lọc được thải ra dưới dạng nước tiểu thôi. Còn 99% còn lại được tái hấp thu ở trong các ống thận, đúng không? Và tuy nhiên, và ta cũng nhớ một điều, tuy thận nó chỉ chiếm là 0,05% trọng lượng cơ thể của chúng ta thôi, tuy nhiên nó lại cung cấp tới 9% lượng oxy cho cơ thể của chúng ta. Và ở đây ta lưu ý là 99% lượng dịch lọc còn là được tái hấp thu trong cái ống thận. Rồi. Vậy thì trong thực tế nó như thế nào? Trong thực tế này thì quả cầu nó chỉ lọc được cái huyết tương đến thận thôi, đúng không? Và hệ số lọc nó chỉ đạt khoảng 20%. Trong một giờ nhé, trong một giờ thì nó chưa đầy 1% dịch lọc được thải ra ngoài dưới dạng nước tiểu, vừa nói rồi. Còn trong một ngày thì nó như thế này. Sự lọc của quả cầu thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố này. Yếu tố thứ nhất và yếu tố thứ hai. Ở đây trong nữa tôi sẽ nói cụ thể hơn hai yếu tố này. Đấy. Và cái đơn vị thận nó đóng vai trò gì? Nó là cái cấu trúc thực hiện chức năng lọc máu và tạo nước tiểu để thải ra bên ngoài. Đơn vị thận nó có cấu tạo, nó có chức năng là như thế. Và đồng thời thì mỗi đơn vị thận nó có 3 thành phần, đó là nang Portman, quả cầu Maggi và ống thận. Ở bài trước ta đã nói rồi thì quả cầu Maggi là gì? Đó là nó là một cái động mạch, đúng không? Nó động mạch đến nhánh của động mạch thẳng, khi nó vào qua Portman ấy thì nó chia làm khoảng 50 mao mạch chạy song song và có những chỗ thông với nhau. Sau đó các mao mạch này nó tập trung lại và nó tạo thành động mạch để đi ra khỏi tiểu cầu. Đấy. Còn cái nan Portman này, nhắc lại là nó là một cái túi bao bọc quả cầu có hai lớp ôm lấy cái cuống mạch đấy, và thành nan có các lỗ rất nhỏ. Giữa hai lớp là cái khoang Portman. Trong khoang thì có chứa dịch siêu lọc và nước tiểu đầu. Trong cái khoang Portman ấy thì nó thông trực tiếp với ống nước gần, ok chưa? Thì ở đây ta không có cần thiết phải nói về những vấn đề này, đúng không? Ta
lướt qua cái phần này. Còn cái quá trình mà lọc máu ấy, thì nó diễn ra ở đây, nó diễn ra ở nơi này. Máu từ tĩnh mạch đúng không? À đây nhầm, động mạch, máu từ động mạch. Đấy. Chạy vào cầu thận với áp suất lớn. Áp suất lớn và nó tạo cái lực đẩy để đẩy các chất hòa tan trong máu để tạo thành qua cái màng lọc. Ở đây ta nhắc lại ta cũng phải lưu ý về cái màng lọc. Màng lọc ấy là cái tế bào. Màng lọc nó có những cái như thế này, đáng lưu ý như thế này là tế bào nội mô. Tế bào nội mô nó là lỗ, nó là khoảng 160 am trong. Trong cái màng đáy là 110 am trong. Và trong cái tế bào nội mô năng Postman ấy, nó khoảng là 70 am trong. Đấy. Và màng lọc ấy nó có những cái lỗ rất nhỏ các bạn. Và cái hiện tượng siêu lọc chỉ ở những vật thể cực nhỏ nó đi qua thôi. Albumin ở trong lượng phân tử nhỏ nên cầu thận nó qua là 100%. Albumin thì có trọng lượng phân tử là lớn hơn, lại tính điện tích âm nên nó thông qua là 0,5%. Các tế bào máu đương nhiên là không thể nào qua được cái màng siêu lọc này được, đúng không? Vì vậy trong dịch lọc ấy nó không có tế bào máu và nó có các chất hữu cơ, nó không có chất hữu cơ, có lượng tử cao. Đấy. Và màng lọc nó gồm có các đây. Đấy. Cấu tạo từ các lớp tế bào không xếp khít nhau. Còn về kết quả thì những chất nào mà có kích thước nhỏ hơn 30 am trong ấy, vừa nói rồi, 30 đến 40 am trong ấy thì mới qua được cái lỗ lọc để tạo thành nước tiểu đầu thôi. Quá trình lọc máu kết thúc ở nước tiểu đầu được đưa vào ống thận. Tại đây thì nó xảy ra quá trình hấp thu lại và bài tiết tiếp. Ở đây thì tôi nói thêm cái vấn đề này nhé, đó là áp suất lọc. Ta có là PL. Trong đó áp suất lọc chính là cái BL, nó là cái giá trị chênh lệch giữa áp suất và áp suất tức là huyết áp ấy, trong máu, và áp suất keo do loại protein tạo thành cộng với áp suất thủy tĩnh trong cái nan Postman ấy, thì cái áp suất trong đó này BL nó là cái áp suất lọc. BK là áp suất keo do protein tiết ra. Còn cái BB này đó là cái áp suất thủy tĩnh. Của cái nan Postman. Đấy. Do vậy mà khi mà ta u thì sao? Thì làm tăng lượng nước tiểu, đúng không? Còn khi mà huyết áp
thì sự lọc có thể bị đình trệ trệ đấy. Và ta sẽ xem một cái video như thế này. Okay.